Cậu sinh viên này chỉ vì học lực quá thấp mà bị Google từ chối. Trong lúc tức giận, anh đã hack vào công cụ tìm kiếm của Google, biến tất cả kết quả tìm kiếm thành công ty của mình. Nhưng Google không hề chú ý đến chuyện đó. Thậm chí họ còn cho anh vào danh sách đen. Ai dám tuyển anh ta đều bị Google ngừng hợp tác. Cậu sinh viên rơi vào cảnh thất nghiệp. Không ngờ động thái này của Google đã góp phần tạo ra một startup kỳ lân trong tương lai. Nhờ có người đàn ông này mà chúng ta mới được nghe nhạc miễn phí, ngăn cản chúng trở thành món hàng xa xỉ. Nhờ anh mà những tài năng âm nhạc trên thế giới có được bệ phóng vững chắc. Người đàn ông này vừa mới khởi nghiệp đã xem Google là đối thủ, đặt mục tiêu trong một năm sẽ có được thành quả đầu tiên. Kết quả chỉ trong 6 tháng, anh đã tạo được một trang web tài nguyên lớn nhất thế giới. Chẳng những cho phép download tất cả bài nhạc, nó còn có thể target quảng cáo đúng chuẩn đối tượng. Ngày nay trang web này chỉ được xem là tầm thường, nhưng thị trường âm nhạc điện tử của 20 năm trước, đó thực sự là một cuộc cách mạng. Rất nhanh đã có đối đề nghị mua lại công ty với giá 10 triệu đô. Có được một số tiền nhưng Daniel không ăn chơi đập phá, mà chỉ mua cho mình một chiếc Ferrari. Nhưng đó cũng là nơi để ăn bánh sandwich mà thôi. Bởi vì mục tiêu của anh không phải là tiền, mà là hợp tác với các ông lớn ở thung lũng Silicon. Lúc này sản phẩm đầu tay The Pirate Bay của anh đã đạt chỉ số tăng trưởng top 2 thế giới. Tương tự như ChatGPT ngày nay, The Pirate Bay được giới trẻ nhiệt tình ủng hộ, nhưng lại là cái gai trong mắt các công ty nhạc. Chiếu theo luật bản quyền, The Pirate Bay liên tục bị kiện ra tòa. Điều đó khiến các đối tác lần lượt rút lui. Mặc dù giá trị thương mại của nó là không thể phủ nhận, nhưng còn rất nhiều khuyết điểm. Cảm thấy cứ tiếp tục thế này không phải là cách, Daniel quyết định tạo ra một phiên bản mới. Giao diện đẹp, không quảng cáo, không cần tải xuống vẫn có thể nghe nhạc trực tuyến. Thế là anh lập tức đến gặp nhà đầu tư để nói ra suy nghĩ của mình. The Pirate Bay đã tăng trưởng 900% trong 3 năm qua, chứng tỏ tiềm năng thị trường âm nhạc miễn phí là rất lớn. Nhưng bản quyền là một vật cản đáng ngại. Tất cả đối tác quảng cáo đều không muốn dính vào nhạc lậu. Vậy tại sao chúng ta không tạo một thứ tối ưu hơn? Ví dụ như một phần mềm nghe nhạc hợp pháp và miễn phí. Nhà đầu tư lập tức bị ý tưởng này thuyết phục. Thế là số tiền 10 triệu đô la đã được đổ vào dự án mới. Công ty mới mang tên Spotify nhanh chóng được thành lập, được kỳ vọng sẽ là một phiên bản nâng cấp của Pirate Bay để lật đổ ngành công nghiệp âm nhạc truyền thống. Danny muốn tạo ra một công cụ cho phép nghe nhạc trực tuyến. Người dùng không cần download mà vẫn có thể trải nghiệm toàn bộ bài hát, đảm bảo độ trễ không vượt quá 0,2 giây, bởi vì đó là giới hạn phản ứng của bộ não. Để hiện thực mục hóa tiêu này, tất cả những lập trình viên tài năng nhất cả nước đã được tuyển dụng. Họ đều là những cá nhân kiệt xuất. Mục tiêu đầu tiên của Daniel là mua lại bản quyền âm nhạc. Nhưng lần này rõ ràng anh đã quá khinh suất. Để dự án không tan vỡ từ trong trứng nước, anh đã làm việc với Hiệp hội Âm nhạc Thụy Điển. Nhưng chủ tịch yêu cầu phải có giấy phép phát sóng. Nhận ra đối phương đã hiểu nhầm ý của mình, Daniel liền giải thích rằng anh chỉ muốn viết phần mềm nghe nhạc. Đây là vấn đề giữa các anh và công ty âm nhạc. Chỉ khi họ đồng ý bán bản quyền thương mại thì các anh mới được phép khai thác. Philip không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Daniel trả lời phải mua được bản quyền thì họ mới được phép sử dụng. Philip nghe xong liền cười ra nước mắt. Mọi chuyện không đơn giản như họ nghĩ. Hết cách, hai người đành tới đàm phán với từng hãng nhạc, rong ruổi khắp mọi nẻo đường, đi qua 4 nước chỉ trong có vài ngày. Nhưng vừa nghe đến phần mềm nghe nhạc miễn phí, tất cả mọi hãng nhạc đều lắc đầu. Daniel không dám báo chuyện này với nhân viên. Khi nhân viên hỏi có lấy được bản quyền không, anh đều tự tin nói với họ rằng các công ty âm nhạc mỗi năm đều chịu ảnh hưởng bởi Pirate Bay, tổn thất không dưới 5 triệu đô. Bây giờ chúng ta trả giá mua bản quyền rồi phát lại trên phần mềm, nhất định hai bên đều có lợi. Họ nên lo lắng đi là vừa. Nhưng Daniel hiểu rõ, việc đàm phán với các hãng nhạc đều là vô ích. Không phải không nhìn ra lợi ích từ mô hình hợp tác, mà không ai muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Không muốn nắm lấy Internet, mà chỉ tiếp tục kinh doanh băng đĩa. Điều này khiến làn sóng sa thải diễn ra hàng loạt. Số hóa âm nhạc mới là xu hướng hiện nay. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng hiện tại trong tay Daniel chẳng còn đồng nào. May mà đối tác đã đồng ý bơm thêm 10 triệu đô cho dự án tiếp tục. Bây giờ nhiệm vụ của Daniel là tìm được một người đủ tầm cỡ. Vì thế anh đã nhắm đến các đại gia của ngành giải trí Sony. Nhưng chủ tịch của Sony Persandang mỗi ngày đều lên truyền hình chỉ trích The Pirate Bay, một tín đồ của ngành âm nhạc truyền thống. Nếu thuyết phục một người có sức ảnh hưởng như ông ta thì nhất định sẽ tạo ra một trào lưu cho ngành âm nhạc truyền thống. Daniel phải đợi 3 ngày tại quầy lễ tân mới gặp được thư ký phụ trách. Nhưng khi Daniel trình bày vấn đề bản quyền, đối phương đã lập tức từ chối đón tiếp. Đột nhiên lúc này hệ thống email nội bộ của Sony bị lỗi, kỹ thuật viên không thể khắc phục nổi. Daniel vừa nghe liền nhận ra vấn đề xuất phát từ tường lửa. Mọi chuyện được giải quyết sau 2 phút. Nhờ vậy mà Daniel đã được thư ký đón tiếp. Anh nhanh chóng trình bày ý tưởng của mình, một phần mềm nghe nhạc trực tuyến hợp pháp và hoàn toàn miễn phí. Mặc dù nữ thư ký có hơi bị sốc, nhưng cô tin rằng giám đốc của mình sẽ từ chối hợp tác vì ông ấy chưa bao giờ ủng hộ nghe nhạc miễn phí. Mặc dù vậy, thư ký vẫn đánh giá rất cao ý tưởng này. Thế là cô nói với Daniel rằng tối nay CEO của chúng tôi sẽ đi xem biểu diễn hòa nhạc, anh có thể đến đó thử vận may. Và Daniel đã không từ bỏ cơ hội có 1-0-2 này. Đối diện với CEO của Sony, anh tự tin tuyên bố mình cứu vãn ngành âm nhạc đang xuống dốc này. Nhưng vừa nghe tới nghe nhạc miễn phí, Per lập tức nổi giận. Ông ta chỉ tay vào Daniel rồi nói, âm nhạc không bao giờ là miễn phí cả. Nếu anh dám nhắc đến chuyện đó một lần nữa, thì tôi sẽ dùng toàn bộ nguồn lực của mình để bóp chết công ty chết tiệt của anh. Bây giờ thì nhanh cút đi.
Điều này khiến Daniel hoàn toàn suy sụp. Anh không biết tiếp theo phải đi theo hướng nào. Tổ trưởng bộ phận tiếp thị nhắc nhở anh rằng hiện nay có tới 90% giới trẻ tiếp xúc với Internet. Mỗi ngày họ đều dành 2 giờ để lên mạng. Điều này nghĩa là thị trường nằm hoàn toàn trong tay giới trẻ. Những hãng âm nhạc truyền thống căn bản là không có cửa cạnh tranh. Nếu như giành được sự ủng hộ của giới trẻ, thì tương lai sẽ nằm trong tay Spotify. Daniel lập tức được thông não. Vấn đề bản quyền tạm thời được gác lại. Thay vào đó, mọi người chia nhau đón lõng ở các trường học, đợi học sinh tan học để tuyên truyền cho phần mềm của mình. Thông tin nhanh chóng được lan truyền. Thậm chí con trai của giám đốc Sony cũng bị cảm hóa. Mở nhạc miễn phí hoàn toàn có thể đảo ngược xu thế hiện nay. Những người trẻ chính là yếu tố quyết định điều đó. Nhưng trong tay họ chẳng có gì cả. Daniel không thể thu được doanh số. Vậy còn những người quyền lực thì sao? Cậu bé này đang truy cập vào trang web nhạc lậu. Ai ngờ bất cẩn để bố phát hiện. Nhưng cậu bé không hề sợ hãi, ngược lại còn giới thiệu nó với ông ta. Còn nói rằng bạn mình đều sử dụng nó. Điều này khiến giám đốc Sony xấu hổ. Bởi vì hôm qua trong một bữa tiệc tân gia, chủ nhà vì muốn thể hiện dàn loa của mình, nên đã tiện tay bật một bài nhạc trong web lậu. Điều này khiến cho giám đốc của Sony nổi giận. Mà trang web chủ nhà truy cập cũng chính là thứ con trai ông đang xem. Trang web nhạc lậu ngày càng phát triển mạnh. Chỉ mình The Pirate Bay đã đủ khiến doanh thu của các hãng thu âm giảm mạnh. Nhìn những đồng nghiệp lần lượt mất việc, Pơ thề sẽ dùng hết mọi nguồn lực của mình để đánh sập những kẻ ăn cắp về The Pirate Bay. Nhưng mỗi Pơ ra hầu tòa đều bị những người ủng hộ The Pirate Bay bao vây. Họ đồng thanh hét, đừng đóng cửa The Pirate Bay. Vì thế mà Pơ nghiễm nhiên bị xác định là kẻ thù. Còn người bên phía The Pirate Bay được xem như người hùng. Đi đến đâu là phóng viên theo đến đó. Dù Pơ đã cố gắng chiến đấu một mình hơn 3 năm, nhưng tình hình vẫn không hề khả quan. Mặc dù ông ta đã đánh sập toàn bộ máy chủ, bắt hết những nhân vật cộng cán của The Pirate Bay, nhưng họ vẫn hoạt động bình thường như chưa có gì xảy ra. Hóa ra họ đã sao chép toàn bộ dữ liệu của mình vào ổ cứng, sau đó chạy qua Hà Lan lập công ty mới. Cảnh sát Thụy Điển chẳng những không thể can thiệp, mà còn giúp The Pirate Bay thêm phần nổi tiếng. Một quả phim miễn phí chất lượng, mọi người đều nghe nhạc lậu khiến Pơ cảm thấy bị phản bội. Thậm chí cả giới luật sư của ông cũng bất chấp luật pháp. Anh đủ tiền mua con loa xịn như vậy, sao không chịu bỏ thêm một chút để mua nhạc chứ? Anh đang khiến bạn bè của tôi mất việc đấy. Điều đó quan trọng với anh lắm sao? Bữa tiệc tân gia vui vẻ bị phá tan chỉ vì mấy bài nhạc miễn phí trên mạng. Có thể ngày này bạn sẽ thấy lạ lẫm, nhưng ở thời đó, nghe nhạc miễn phí là vi phạm pháp luật, trái với đạo đức nghề nghiệp. Lúc này, làn sóng ủng hộ The Pirate Bay ngày càng dâng cao. Nhìn tin tức trên TV, Pơ hoàn toàn bất lực. Ông quyết định tìm gặp thủ lĩnh, cố hỏi xem rốt cuộc họ đang làm gì. Thủ lĩnh nói rằng nếu ông tiếp tục tẩy chay thì độ nổi tiếng của Pirate Bay càng lớn. Điều này sẽ giúp nghệ sĩ trở nên nổi tiếng. Lúc đó họ có thể nhận show để kiếm tiền, khá hơn nhiều so với ngồi bán đĩa. Pơ liền hỏi quy trình làm việc của đối phương. Các anh có chia tiền quảng cáo với nghệ sĩ không? Nhưng thủ lĩnh không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói đây chắc chắn sẽ là xu hướng. Quả nhiên sau khi về nhà, Pơ liền bắt gặp con mình đang truy cập web lậu. Khi ông hỏi con trai thứ đó có gì hay ho, cậu bé nói ở đây có tất cả mọi bài nhạc trên thế giới, thậm chí có cả nhạc của những ca sĩ vô danh bí ẩn, thứ mà trên thị trường không thể có. Pơ nghe xong liền âm thầm tìm hiểu về ca sĩ mà con trai mình thích. Quả nhiên ông lập tức muốn ký hợp đồng chỉ sau 2 bài. Lúc Pơ chuẩn bị rời đi thì một lập trình viên đã xin được nói chuyện. Ông cho anh ta một cơ hội, nhưng vừa nghe đến âm nhạc miễn phí, Pơ lập tức giận cá chém thớt, mắng chửi người đàn ông thậm tệ. Đến khi bình tĩnh lại, ông lập tức nhận ra thư ký đã tiết lộ lịch trình của mình. Đột nhiên Pơ hỏi cô ấy rằng có phải mình quá bảo thủ không. Thư ký nói rằng ông nên mạnh dạn tiếp thu cái mới, bởi vì nó thực sự rất tiềm năng. Thế là hôm sau, Pơ đã gọi Daniel đến văn phòng. Sau khi tham khảo phần mềm anh ấy viết, ông lập tức nhìn thấy tương lai. Bài hát được tìm thấy chỉ sau một cú kích chuột, thông qua một thiết bị nhỏ gọn và di động, thậm chí không cần cả dây. Người dùng có thể nghe nhạc ở bất kỳ đâu trên thế giới. Lợi nhuận thu được từ quảng cáo sẽ được chia đều cho mọi người. Cuối cùng Pơ cũng nhận ra lý do vì sao ngành âm nhạc truyền thống đang lụi tàn. Internet và số hóa chính là yếu tố then chốt. Họ phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Thế là Pơ nhanh chóng đến gặp sếp lớn của mình ở Hoa Kỳ, thuyết phục ông ấy hợp tác với Spotify. Nếu không, chi nhánh Sony ở Thụy Điển sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Nhưng cấp trên cũng là một lão già cố chấp. Chẳng những không tiếp thu, ông ta còn nói MTV sẽ là kênh chiếm lĩnh thị trường, Internet chỉ là cái cóc khô mà thôi. Điều này khiến Pơ lắc đầu ngao ngán. Cuối cùng ông đành tìm đến đối thủ cạnh tranh, muốn thuyết phục họ làm theo ý mình. Nhưng lúc này ông mới biết, đối thủ sớm đã hợp tác với Spotify, nhưng chưa có ai dám nuốt trọn miếng bánh này. Thấy đối phương đề nghị chia sẻ miếng bánh Spotify béo bở, Pơ lập tức đồng ý luôn. Dưới sự giúp đỡ của Pơ, Universal và Spotify nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Điều ước của Daniel cuối cùng đã thành hiện thực. Tại bữa tiệc ăn mừng hôm đó, Pơ đã say sưa khen ngợi nhạc của Avicii với một người phụ nữ. Hóa ra cô ấy chính là luật sư của Daniel. Bọn họ từ thù chuyển thành bạn, cùng nhau ươm mầm cho đế chế tỷ đô Spotify, thứ đã thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc truyền thống. Được rồi, ai đang dùng Spotify thì cho mình một like nhé. Người phụ nữ này vừa nghe một bài hát từ ứng dụng miễn phí, liền quyết định bỏ ngang công việc lương $1,000. Từ công ty luật hàng đầu, cô chuyển sang một công ty nhỏ đến mức không đủ tiền trả lương. Cô ấy là luật sư bản quyền có tỷ lệ chiến thắng cao nhất cả nước. Thắng kiện đối với cô ấy cũng như ăn cơm hàng ngày, bởi vì chúng rất nhẹ nhàng và đơn giản.
Hôm đó công ty nhận được một đơn hàng trị giá 10 triệu đô. Thân chủ là tập đoàn âm nhạc Sony. Pella biết chuyện liền đến gặp cấp trên, nói rằng mình rất muốn nhận vụ án này để thử thách bản thân. Nhưng tiếc là Sony lại chỉ định một luật sư khác. Trong lúc Pella đang chán nản, thì một doanh nhân khởi nghiệp đã tìm gặp cô ấy. Ông muốn nhờ cô đàm phán mua bản quyền âm nhạc và phụ trách pháp lý của công ty mình. Nhưng một luật sư hàng đầu như Pella không thể đầu quân cho một startup nhỏ như vậy. Cô nhanh chóng từ chối lời đề nghị của đối phương. Nhưng anh ta vẫn để lại một tấm danh thiếp, nói rằng nếu rảnh rỗi thì đến chỗ tôi xem qua một chút. Lúc này Pella chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó. Sau đó dựa vào năng lực của mình, cô đã được thăng chức lên làm quản lý. Tưởng rằng lãnh đạo đã công nhận mình, Pella mạnh dạn xin tiếp nhận vụ kiện của Sony. Nhưng lãnh đạo lạnh lùng nói rằng chuyện này là do đối tác quyết định, hợp đồng đã quy định rõ ràng, muốn ý kiến thì lên phường trình bày. Bị chạm vào lòng kiêu hãnh, Pella tức giận bỏ đi. Cô quyết định đến chỗ công ty khởi nghiệp. Mặc dù môi trường làm việc hỗn loạn ở đây khiến cô hơi bị sốc, nhưng phần mềm âm nhạc của họ mới thực sự khiến Pella choáng váng. Rất nhanh, chỉ sau vài lần dùng thử, cô khẳng định nó sẽ thống trị thị trường âm nhạc trong vài năm tới. Thời đại nghe nhạc bằng băng từ đã qua rồi. Nhưng trở ngại lớn nhất là các công ty âm nhạc chắc chắn sẽ không ngồi yên chịu trận. Họ sẽ dùng sức mạnh bản quyền và tiền bạc để chiếm lĩnh thị trường nhạc số. Hơn nữa, đàm phán bản quyền với họ chẳng khác nào tự đâm đầu vào tường. Những nỗ lực mua bản quyền trước đó đều bị trù dập đến mức phải tự rút lui. Chính vì khó khăn như vậy mà nhà sáng lập mới tìm đến Pella. Vì muốn cùng nhau viết lại lịch sử, rất nhanh Pella đã chấp nhận thử thách. Nhưng thứ chào đón cô ngoài một mức lương bèo bọt còn có sự hối thúc của Daniel. Vì chỉ còn 4 tuần nữa là công bố sản phẩm, nên anh muốn cô rút ngắn thời gian đàm phán. Nhưng Daniel đã quá tự tin vào bản thân mình. Anh tin rằng ứng dụng của mình sẽ là tương lai. Nếu các hãng nhạc không đồng ý hợp tác, thì sớm muộn gì họ cũng bị đào thải. Bởi vì The Pirate Bay sẽ khiến bản quyền trở nên vô dụng. Nhưng trên bàn đàm phán, Pella nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản. Bởi vì cố vấn pháp lý của Sony là một con quái vật thực sự. Ông ta thuộc lòng bộ luật bản quyền đến từng dấu chấm câu. Là đối thủ là Pella ngại đối đầu nhất. Quả nhiên vừa bước vào đàm phán, phía Sony đã đưa ra rất nhiều yêu cầu. Đây là tài liệu thuế của đất nước. Nếu muốn hợp tác, yêu cầu các anh đọc kỹ và tuân theo. Sau đó Sony lại nhắc đến chuyện mua bản quyền. Cố vấn pháp lý của họ chỉ trích phần mềm của Daniel, ăn cắp trắng trợn chất xám của nghệ sĩ. Chỉ dựa vào chút doanh thu quảng cáo mà đòi lật đổ cả một ngành công nghiệp âm nhạc. Điều này khiến Daniel rất tức giận. Tôi nghĩ các anh cũng hiểu thị trường nhạc lậu. Mỗi năm The Pirate Bay thu được hàng tỷ đô, thâm hụt doanh số khiến các ông phải sa thải nhân sự. Sau đó ngồi yên chịu chết. Chúng tôi muốn mang giải pháp đến. Nhưng với thái độ này, xem ra thị trường âm nhạc đã đến lúc lụi tàn rồi. Pella vừa đọc bản hợp đồng trên bàn, liền cảm thán rằng đối phương quá lỗi thời. Dường như họ không hề để mắt tới xu thế Internet hiện nay. Buổi đàm phán đầu tiên đã đổ vỡ theo cách như thế. Bây giờ Sony xem như đã hết hy vọng. Chỉ còn lại Warner, Universal và EMI để đàm phán. Chỉ cần một trong ba ông lớn chấp nhận hợp tác, thì sẽ tạo được một xu thế đầu tư toàn cầu. Luật sư khuyên Daniel nên tập trung vào Warner, vì năm ngoái họ là công ty bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Pella cũng hoàn toàn đồng ý. Nhưng nếu như Daniel tiếp tục giữ thái độ nóng nảy, thì mọi chuyện sẽ lại hỏng hết. Vì thế Pella muốn mình và luật sư nắm toàn quyền quyết định. Daniel đành phải đồng ý. Quả nhiên Warner đã đồng ý hợp tác, chỉ với điều kiện duy nhất là bổ sung hình thức thanh toán. Nhưng Daniel không đồng ý, bởi vì điều đó hoàn toàn đi ngược với triết lý của anh. Chừng nào tôi vẫn còn sống, thì âm nhạc sẽ còn được miễn phí. Nhưng nếu người dùng không trả phí, thì tiền đâu để công ty mua bản quyền âm nhạc? Để buổi đàm phán tiếp theo thuận lợi hơn, Pella đã yêu cầu kỹ thuật viên cải tiến phần mềm, bổ sung tính năng hiển thị thời gian phát nhạc và tính năng đề xuất theo sở thích người dùng. Điều này sẽ giúp công ty có cái nhìn tổng quan về thị trường nhạc mới, là con át chủ bài trong đàm phán. Nhưng Daniel căn bản không muốn bắt người dùng phải trả tiền, anh muốn hướng đến một phần mềm miễn phí. Pella nói rằng đó chỉ là tiền ủng hộ để công ty tiếp tục vận hành. Nhưng Daniel cho rằng đây là một công ty công nghệ, không phải là công ty âm nhạc. Vì thế anh nhất quyết không dùng nhạc kiếm tiền. Trong lúc mất bình tĩnh, Daniel đã thu lại quyền đàm phán của Pella, nhận ra mình không thể nào thay đổi Daniel. Với danh dự của một luật sư hàng đầu đất nước, cuối cùng Pella đành phải từ bỏ công việc. Cô khoác lên mình bộ vest, trở về công ty cũ của mình, hy vọng cuộc sống sẽ quay về như xưa. Ai ngờ lãnh đạo chẳng những không trách Pella bỏ việc, mà còn thăng cô từ quản lý sơ cấp lên thành quản lý cao cấp, quản lý toàn bộ đội ngũ kinh doanh của công ty. Nếu như cô đồng ý, thì hãy quay lại văn phòng vào ngày mai. Đây rõ ràng là điều Pella hằng mong ước. Nhưng luật sư của Daniel vì muốn mang Pella trở lại, nên đã chủ động hẹn gặp cô. Anh nói nếu không có cô ấy, thì Spotify xem như không còn hy vọng. Nhưng Pella hiểu rõ Daniel cố chấp đến đâu. Ngày hôm sau, cô quay lại văn phòng. Nhưng khi cô sắp ngồi xuống, thì chiếc vòng trên tay đột nhiên bị đứt. Một ý tưởng mới bất chợt lóe lên. Pella đột nhiên chạy khỏi phòng, sau đó đến thẳng chỗ của Daniel. Tay cầm chùm ngọc trai đủ màu sắc, bảo mọi người tự xếp theo sở thích của mình. Sau đó rút kéo ra, trực tiếp cắt nó làm đôi. Nếu như bạn muốn giữ lại chiếc vòng của mình, thì hãy thanh toán $5. Liệu có ai đồng ý không? Đương nhiên là đa số sẽ đồng ý, bởi vì đó là tiền dành để cá nhân hóa sở thích của họ. Mà những hạt ngọc trai này chính là đại diện cho những bài hát người dùng muốn tải. Họ tìm những bài nhạc yêu thích của mình, sau đó sắp xếp chúng thành một album. Mà để thực hiện được điều đó, thì bắt buộc người dùng phải chi tiền. Daniel cảm thấy đó chẳng khác nào thu phí nghe nhạc.
Nhưng Pella nói rằng việc nghe nhạc vẫn hoàn toàn miễn phí. Chỉ những ai dùng tính năng cao cấp mới mất tiền. Tất cả đều bình đẳng như nhau. Nhưng nếu muốn có trải nghiệm cao cấp hơn, thì hãy chỉ ra một chút. Ở đây âm nhạc là miễn phí. Chỉ dịch vụ kỹ thuật là có thu phí. Bằng cách này, Daniel vẫn có thể hoàn thành lý tưởng, đồng thời mua được bản quyền và kinh doanh hợp pháp. Đó mới chính là mô hình kinh doanh bền vững. Rất nhanh sau bài thuyết trình, đề xuất của Pella đã được thông qua. Thế là một cuộc đàm phán mới với Sony đã được nối lại. Cứ tưởng sẽ hợp tác thành công, ai ngờ cố vấn pháp lý lần này lại là sếp cũ của Pella. Mặc dù mọi thứ đều đã chốt, chỉ còn một bước nữa là ký kết hợp đồng, nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn là từ chối hợp tác. Pella vô cùng chán nản. Cô không hiểu vì sao đối tác lại từ chối mình. Liệu họ muốn độc quyền thâu tóm thị trường nhạc số, hay còn một lý do bí ẩn nào khác? Để làm sáng tỏ chuyện này, Pella quyết định bay sang Mỹ, tìm đến cựu cố vấn pháp lý của Sony để hỏi chuyện. Quả nhiên Nick nắm rất rõ chuyện này. Hóa ra họ sớm đã đánh giá Spotify là một phần mềm tiềm năng, nhưng thân là những doanh nghiệp tư bản, họ muốn bào sâu nhất có thể. Hoặc là Spotify chấp nhận bán 50% cổ phần doanh nghiệp, hoặc là sẽ không có bản quyền để dùng. Vì chuyện này chả khác nào ăn cướp, nên đương nhiên Daniel từ chối. Pella và Nick cùng nhau bàn đối sách. Họ dự định sẽ bán tối đa 15% cổ phần của công ty. Sau đó Pella gọi điện cho Daniel, nhưng anh ta đột nhiên nổi giận. Hóa ra Daniel không muốn cổ phần hóa công ty của mình. Nhưng Nick gay gắt đáp trả rằng, hy sinh 15% cổ phần để giành lấy quyền tiến vào thị trường âm nhạc, công ty của anh sẽ được nhiều hơn mất. Bây giờ một là anh đồng ý, hai là dự án sẽ đóng băng. Daniel hết cách đành gật đầu. Có sự giúp đỡ của con quái vật trong ngành, Spotify đã bán thành công 15% cổ phần cho Sony. Đổi lại họ có quyền khai thác toàn bộ sản phẩm âm nhạc của đối tác. Từ đó, đế chế Spotify đã ra đời. Nhưng ý tưởng thu phí của Pella khiến giám đốc kỹ thuật của công ty không vui. Anh cảm thấy điều đó đang biến Spotify thành ứng dụng rẻ tiền. Nhưng anh ta không biết, trong thời đại bùng nổ Internet như hiện nay, việc thu phí dịch vụ online là chuyện bình thường ở huyện.